Xin chào các bác, em là Hiếu Ô Tô, chuyên độ âm thanh và sửa chữa các loại thiết bị điện tử xe ô tô. Video này em sẽ hướng dẫn các bác cái cách mở cái quạt tản nhiệt này. Cách mở cái quạt tản nhiệt đằng sau này. Nhiều con nó có quạt tản nhiệt nhưng mà các bác cắm nó có cắm đấy nhưng mà các bác không mở thì nó cũng không chạy đâu ạ. Cho nên là các bác phải chú ý là đa số các con nó có quạt tản nhiệt này thì cái bộ dây sim đấy nhá. Đấy, dây sim nó đều có một cái rắc cắm này. Thì các bác cắm vào đây này. Bác cắm nhớ cắm đúng chiều. Nhớ cắm đúng chiều. Có một số trường hợp mà em đã từng nắp rồi, em đã từng biết rồi, cái dây này nó ngược. Cái dây này nó ngược chiều âm dương của cái quạt. Cái quạt thì nó đúng. Nhưng mà cái dây này nó ngược chiều âm dương. Cho nên là để các bác để thử nó quay ấy, thì các bác phải dùng cái dây điện nhỏ nhỏ ấy, cho vào để đấy nó quay này. Đối với cái trường hợp này bởi vì này, em đã cài đặt rồi cho nên là nó quay luôn nhá, còn bình thường nó không quay luôn đâu. Em hướng dẫn các bác vào đây này, bác nhấn vào trong cài đặt nhá, bác nhấn vào trong cái phần cài đặt thiết bị này, cài đặt âm thanh này, rồi nhấn vào trong cái phần bộ khuếch đại này. Đầu tiên bình thường là nó sẽ off bộ khuếch đại công tắc, hoặc là cái giao diện nếu là tiếng Anh thì nó cái thứ ba này, bộ khuếch đại công tắc, bác off nó đi là cho vào đây nó không quay nữa này, đó không quay nữa, không tạo ra tiếng quay này. Giờ em bấm on nó lên này, on lên đó thì nó lại quay. Và cái trường hợp này nếu mà tiếng Anh thì nó là power amply sao á, đây nó là cái này này, các bác nhớ phải mở cái này lên nhá. Cái trường hợp nhớ mở lên, bản chất của cái mở lên này nó chính là cái dây này này, nó chính là cái dây màu xanh xanh ở cái jack sim này. Nó cấp điện 12V, mở nó lên là nó cấp điện 12V là cái dây này. Và nó làm quay quạt thôi. Cái trường hợp mà các bác bật lên rồi mà nó vẫn không quay ấy, cắm rồi nhá, bật lên rồi mà nó vẫn quạt nó vẫn không quay, thì các bác phải xem lại cái chiều dây này, âm dương của chiều dây này. Một số con đời trước là nó bị ngược đấy, ngược từ bên Trung Quốc thì mình phải chấp nhận, mình phải cắt ra mình đấu thôi, nó không còn phương án nào khác. Còn cái trường hợp nếu mà nó không có cái rắc cắm này phải như nào đó, thì bắt buộc phải cắt ra hoặc tìm được cái rắc để đấu nối, nó không còn phương án nào khác. Đây là vẫn là dây 12V, bác đấu vào dây dương của quạt, dây âm đấu vào vỏ đầu hoặc mát, dây mát bất kỳ chỗ nào. Nó chỉ đơn giản đến thế này thôi, nhưng mà các bác không kiểm tra cái quạt ấy. Nhiều thợ lắm, em thấy nhiều thợ đến em sửa lắm rồi, không kiểm cắm vào nhưng mà nó không chạy, bởi vì cứ nghĩ là cắm vào là nó chạy, nhưng mà phải mở nó lên, phải mở chỗ này, nhớ chỗ này nhé. Cái quạt này nó rất là quan trọng đấy, khi nó chạy nó khá là nóng đấy, nó nóng cái công suất này. Khi nó không chạy công suất, không phát ra tiếng ngoài, nó nóng bình thường thôi, nhưng mà khi nó chạy nó rất là nóng. Và nếu các bác không để cho cái quạt này nó chạy thì lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến cái men mạch của bác đấy. Em làm em biết rồi, nó còn ảnh hưởng đến tụ, nhất là tụ nó khô dầu ấy. Cái tụ mà nó nóng nhiều quá, cứ nóng lên nó giãn ra rồi nó co lại, giãn ra co lại nhiều thời gian lâu, nó sẽ bị hiện tượng khô dầu và nó hỏng đấy, nó hỏng nhiều lỗi lắm, rất nhiều lỗi. Ok, em ở đây em chuyên về sửa chữa lắp đặt các loại thiết bị âm thanh ô tô, sửa chữa cả điện ô tô nữa, cả hộp đen, hộp điều khiển, cả đồng hồ. Nếu các bác quan tâm về cái dịch vụ của em thì gặp những cái lỗi này thì liên hệ với em, số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn các bác đã xem video.